on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Thì các bạn nhìn thấy cái chiếc xe này thì chắc chắn các bạn sẽ thấy nó cực kỳ quen thuộc luôn. Bởi vì là Mercedes-Benz GLC Duy cũng đã quay, cũng đã review rất là nhiều lần rồi. Và với ngày hôm nay thì chiếc GLC 200 này nó có thêm một vài cái option mà được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam trang bị cho em nó trong năm 2022 này. Thì một lát nữa Duy sẽ chỉ cho các bạn xem. Và bây giờ thì Duy sẽ cho các bạn xem lại một vòng ở bên ngoài chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 với phối màu là màu trắng, cũng như là nội thất ở bên trong là màu kem. Thì thực chất với cái màu phối màu này á, thì Duy thấy là những chị khách hàng các bạn cực kỳ thích luôn đó. Và cái chiếc xe này thì Duy may mắn có được trong tháng này để mà giao cho một chị khách hàng của Duy ở Buôn Mê Thuột ha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem một vòng nha. Đây là về phần thiết kế ở bên ngoài giữa chiếc xe này với lại phiên bản 2021 thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không có khác biệt gì hết bạn, kể cả bên ngoài nè, bộ mâm xe thì vẫn được giữ nguyên ha, kính xe cũng vẫn là giữ nguyên, cũng không có thay đổi gì hết, cũng như là ở phía sau đó. Nhưng mà ở bên trong nó có một cái chi tiết mà nâng cấp mà Duy thấy là Mercedes-Benz rất là hay, cũng như là chiều chuộng khách hàng của mình. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi qua đây nha. Đây, khi mà mở cửa ra các bạn thấy gì không? Đó, đèn viền nội thất 64 màu của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Đó, thì trước đây các bạn với phiên bản là 2020, 2021 á, thì GLC bên trong của chúng ta nó không có cái đèn viền nội thất này, cho nên là có rất là nhiều những anh chị như là cực kỳ quan tâm đó. Bởi vì là cái đèn viền nội thất các bạn nó tạo cho cái không gian nội thất của mình thêm cái phần là sang trọng nè, cũng như là tạo cái sự thư giãn đó. Ngoài ra thì nếu mà các bạn đã đi những cái mẫu xe mà đã có cái đèn viền nội thất ở bên trong rồi các bạn đó, buổi tối ha thì nó đã sáng quen rồi, khi mà các bạn đi qua cái mẫu xe mà không có đèn viền nội thất đó, buổi tối thì nó rất là tối đó, đâm ra là nó cũng rất là khó chịu luôn đó. Một khi các bạn đã đi những cái mẫu xe có đèn viền rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy không có, cảm thấy nó thiếu cái gì đó ha. Và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 phiên bản 2022 này thì Mercedes-Benz đã thêm vào rồi. Ngoài ra thì khi mà mở cửa ra các bạn sẽ thấy buổi tối các bạn sẽ thấy là ở đây nó có cái chữ Mercedes-Benz sáng đèn đó. Thì đối với hai cái tính năng này các bạn, thì hầu như là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 của chúng ta nó cũng y chang như trên GLC 200 4MATIC hoặc là GLC 300. Có nghĩa là bây giờ khi chúng ta nhìn vào cái chiếc xe này, hầu như là chúng ta cũng không có một sự phân biệt đối xử nào các bạn nha. Đó, nó rất là giống trên cái xe GLC 200 4MATIC luôn. Đó, chỉ có là GLC 200 4MATIC bây giờ là nó thêm một số cái option khác nữa thôi, cho nên là cái giá bán nó sẽ tăng lên. Đó, nhưng mà về thị giác các bạn, thì GLC 200 của chúng ta với GLC 200 4MATIC thì gần như là giống nhau, kể cả cái phần cái màn hình giải trí ha, cũng là màn hình giải trí MBUX thế hệ mới nhất, cũng không có khác gì. Đó, thì gần đây các bạn Duy thấy là Mercedes-Benz Việt Nam các bạn không còn phân biệt đối xử giữa những cái dòng xe chẳng hạn như là đầu bảng và dòng xe cuối bảng nữa. Hầu như là cái thiết bị giải trí ha, hệ thống giải trí của trên xe, kể cả từ GLC 200 đến GLC 300 hoặc là E180 tới E300 thì hệ thống giải trí nó vẫn giống nhau đó. Ok, thì các bạn xem một vòng lại cái chiếc xe nha. Và bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.